Chiều nay, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên diễn ra hội nghị lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp doanh nhân năm 2020. Dự hội nghị gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Quốc Toản, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và hơn 300 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lãnh đạo tỉnh kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp chủ động tích cực triển khai biện pháp phòng chống dịch, quyết tâm không để dịch lây lan nhằm đạt mục tiêu kép. Doanh nghiệp bày tỏ tin tưởng vào sự lắng nghe, hỗ trợ của tỉnh cũng như của các cơ quan quản lý nhà nước trong những năm qua đã thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại, từ đối thoại cấp tỉnh đến đối thoại cấp sở ngành, đối thoại theo chuyên đề. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân tổ được trước được những cuộc họp gặp mặt các doanh nghiệp như thế này mà làm liên tục được trong mấy năm nay, kể cả năm nay COVID-19 như vậy vẫn làm được là cái rất là tuyệt vời. Ở đây á thì có thể chúng tôi sẽ phản ánh tiếng nói của doanh nghiệp và ủy ban cũng lại nghe được cái chủ trương của ủy ban đúng hay chuẩn hay là còn điều chỉnh gì ta sẽ có thể bàn với nhau mà làm. Nestle là một tập đoàn Thụy Sĩ đầu tư tại Việt Nam hơn 25 năm qua và chúng tôi lựa chọn Hưng Yên là một điểm mới trong cái hành trình đầu tư lâu dài và bền vững tại Việt Nam của Nestle, tại vì một cái sự tin tưởng vào môi trường kinh doanh và đầu tư tại Hưng Yên, cũng như chúng tôi đánh giá cao cái sự quan tâm và hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh dành cho các doanh nghiệp tại địa phương. Những phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp về khó khăn khi tiếp cận đất đai, về đẩy nhanh thẩm định cấp giấy chứng nhận dự án vào đầu tư, về các chính sách hỗ trợ nhằm đối phó với dịch COVID-19, tình trạng biến động lao động được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời làm rõ. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng biểu dương ghi nhận những nỗ lực cố gắng từ cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời làm rõ hơn nhiều vấn đề doanh nghiệp phản ánh kiến nghị, trong đó có một số vấn đề doanh nghiệp gặp khó khăn do quy định chồng chéo giữa các bộ ngành. Điều này tỉnh đã có kiến nghị đến các bộ ngành trung ương để sớm tháo gỡ giải quyết. Mong cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ nỗ lực vượt khó, xây dựng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp mạnh. Chúng ta đã biết có rất nhiều nguyên nhân vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan. Nhưng nguyên nhân chủ yếu chúng tôi đã đánh giá và nhận thức được đó là chúng ta chưa có đất sạch. Và thứ hai là công tác giải phóng mặt bằng là những nút thắt rất lớn làm cho tỉnh chậm bố trí, triển khai đầu tư hạ tầng, khu cụm công nghiệp, doanh nghiệp không tiếp cận được đất sạch, làm cho doanh nghiệp khó khăn trong việc đầu tư, nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ. Lãnh đạo Ủy ban tỉnh và các đồng chí lãnh đạo các sở ngành địa phương rất chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp doanh nhân. Thời gian vừa qua, Hưng Yên luôn tập trung cao chỉ đạo các sở ngành để nghiên cứu tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc cập nhật, tiếp cận triển khai các dự án đầu tư, những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, những kiến nghị của các doanh nghiệp doanh nhân cũng những vấn đề yêu cầu các cơ quan chuyên môn cần phải thời gian nghiên cứu để có câu trả lời thỏa đáng cho các doanh nghiệp, vì các văn bản hiện nay là vi phạm pháp luật, có những cái là không trùng khớp, không rõ ràng, rất khó vận dụng và thực hiện. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên luôn coi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong doanh nghiệp hiến kế có giải pháp cùng với địa phương và các bộ ngành sớm tháo gỡ những nút thắt về đầu tư. Và cũng rất mong các doanh nhân phản ánh kịp thời đến lãnh đạo tỉnh những bức xúc kiến nghị làm ảnh hưởng đến sự phát triển của doanh nghiệp.